No. Xin bao. Lo thắng tay nha, lo đứt lên nha, em chơi vối rồi. Hết trận sau như anh em hồi nãy mình kêu ai chơi mình mời mà đấu ai của mình. Mình đi bót họ, bót nó. Farm hết rừng luôn. Farm nhanh mà. Mình level 2 rồi. Hết ván khai dít được không ông à? Ok ok, để mình xem thử này, mình thấy hợp lý mình chơi nha. Vô rồng đâu rồi, rồng lú nè, rồng lú nè. Nó đâu nó về đúng rồi. Xa quá. Ui, nó bắt lẻ. À, cái thêm rộng đây nó bắt vào lại. Chó này. Rồi, vô. Lẹ ra nè. Has been
Ai. Ủa. Chết rồi. Nó không không biết về được kìa. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nhà mua đồ cái, nhà mua đồ cái. Vô không vô. Bấm cho em là sao? Vô vô. Ủa. Sao hai ra vậy? Đồ nó vô là con 3 con 4 rồi. Thằng này không được. Anh ta chỉ còn 7 em thôi lẹ. Mấy thằng Mava nó tốc biến rồi, nó kìa kìa. Thôi mà ăn kịp.
Mấy nó chỗ vậy. Đâu đâu ấy, ủa thôi về về chơi em ơi. Mấy 6.000 tiền chưa về nhà mua đồ nữa. À. Mày không được biết tê hả? Mày không được biết tê kìa. Chết mà cái giấc hồi sinh nó không bật được luôn à. Rồi 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 rồi. Ủa, dạ 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 dạ. Sao vậy? Ủa, bóng, bóng, bóng. Về cho nó đếp à. Chết rồi chết rồi chết rồi. Mẹ. Ông vô em cho em. Ah!
Nãy giờ mình là 4 năm cái miệng cái Wario kêu rồi. Bây giờ phải là 4 năm của Wario kêu rồi. Rồi lên cái giết thực sĩ ra. Nãy hết cái dép hồi sinh rồi. Mình nào muốn chơi thì hết trận này mình mời nha, mình còn tầm 1, 2, 3 slot rồi đó này. Đúng rồi, vô. Vô. Ai duy mạnh vậy? Nãy mà giết tao nè. Hay gọt 60 mẹ luôn. Cái team mình đó không lần nào muốn bê chủ luôn. Kệ nó không ăn nổi đâu. Búp lên 70 giây. Thôi giờ cho đếp nhà. Mới mười mấy ngàn tiền đâu rồi chưa. Ngáo mùi lắm. Ôi để tìm bạn đếp hả? Ủa kia ăn bên đó, kia ăn bên bên rồi. Quên rồi. Tại bạn ra đếp kìa ông ta. Không kỳ bòi.